Namaste. Chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube tập yoga cùng blog Yogi Travel VN. Mình là Thương Bình và bài tập yoga ngày hôm nay là bài tập ngắn thích hợp cho bạn tập vào buổi sáng nhằm giúp bạn đánh thức lại toàn bộ năng lượng và khởi đầu một ngày mới thật bình yên. Nào, chạy thảm ra và bắt đầu thôi. Bắt đầu, bạn hãy ngồi thẳng lưng lên, nhắm mắt lại và hít thở một vài nhịp. Bạn hít sâu vào bằng mũi và thở dài ra. Cố gắng mở rộng lồng ngực ra khi bạn hít vào và thả lỏng đẩy hết khí ra khi bạn thở ra. Nhịp thở sâu và hơi thở dài ra. Chắp hai tay về trước lồng ngực. Mình sẽ tập một chuỗi động tác ngắn khởi động cho cuộc sống. Hít vào sâu ở đây. Thở ra, bạn đan tay đẩy về phía trước và cuộn bụng đưa vào phía sau. Hít vào, bạn vươn thẳng hai tay lên trời, rướn cao người lên, nếu được bạn ngẩng mặt nhìn lên luôn. Thở ra, từ từ hạ hai tay ra sau lưng. Các ngón tay của bạn đan lại, bả vai mở ra sau và đẩy lồng ngực về trước, kéo cằm lên trời. Thở ra, bạn đưa hai tay chắp trước lồng ngực trở lại. Mình lặp lại lần nữa, hít sâu ở đây. Thở ra, đan tay đẩy bụng ra sau. Hít vào, vươn hai tay lên trời rồi uốn thẳng người lên. Thở ra, hạ hai tay ra sau lưng. Hít vào, các ngón tay đan sau lưng, đẩy lồng ngực về phía trước, kéo cằm lên. Và thở ra, bạn chắp tay trước lồng ngực trở lại một vòng cuối cùng. Hít sâu. Thở ra. Hít vào, hai tay vươn, rướn người lên. Thở ra, bạn hạ tay. Hít vào, tay đan, đẩy lồng ngực về trước. Và thở ra, chắp tay trước ngực, giữ đây một nhịp thở hít. Rồi, thở dài ra. Bạn chống hai tay về trước và đứng thẳng lên đầu thảm luôn. Từ vị trí đầu thảm, bạn giữ mũi chân khép, gót chân hơi mở ra. Hai tay mở rộng bên vai và mắt nhìn thẳng về phía trước. Giữ người đứng thẳng trong động tác trái núi. Từ từ hít vào, vươn hai tay, kéo dài người giãn lưng hai bàn tay bạn chắp lại rướn lên. Thở ra, mở ngang tay, rạp dài người về trước, hai tay bên chân. Ở vị trí này, bạn có thể khuỵu nhẹ đầu gối, thả lỏng đầu xuống. Hít vào, chống hai tay lên đầu gối, ngẩng mặt rướn lưng nhìn về phía trước. Thở ra, rạp xuống sàn, rút chân phải của bạn ra sau. Mũi chân chạm, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt, nhìn thẳng về trước. Cố gắng đạp đầu gối sau thẳng ra, mở rộng vai, các đầu ngón tay chống dưới sàn, nhìn về trước. Một nhịp hít sâu. Thở ra, hạ đầu gối sau dưới sàn, úp mu bàn chân sau xuống dưới sàn và vươn hai tay lên trời. Kéo dài người, giãn lưng lên. Hít bằng mũi sâu. Rồi thở ra, bạn đưa tay phải về phía trước, chỉ thẳng tay phải rướn về phía trước và vươn tay trái của bạn ra sau, xoay về phía sau, mở ngang vai ra, xoay mặt nhìn về phía bàn tay trái luôn. Giữ ở đây một nhịp, hít vào sâu và thở ra, vươn hai tay lên trời trở lại, rướn cao lên, nhón mũi chân sau và nâng đầu gối sau khỏi sàn hít. Thở ra, rạp hai tay về trước, rút chân trước ra sau, đẩy cao hông lên down dog, dạng dài người ra sau.
vươn về trước trong tư thế plank pose, hạ đầu gối, úp chân, hạ bụng, ngực, cằm xuống dưới sàn, hít vào, ngẩng mặt, rướn lưng nhìn lên và nhón chân đẩy dài ra sau. Trong động tác đao đót, đẩy giãn lưng ra, lắc nhẹ hông và lắc nhẹ vai. Đá chân phải của bạn cao lên trời, chỉ mũi chân ra, người xuống và bước chân phải lên giữa hai tay. Nhìn thẳng về phía trước, các đầu ngón tay nhón, đầu gối trước vuông góc, rướn lưng về trước, giữ ở đây. Hít bằng mũi sâu, thở dài ra. Hạ đầu gối sau và úp bàn chân sau xuống dưới sàn. Hít vào, bạn vươn hai tay lên, rướn dài người lên, xòe các ngón tay rướn cao. Thở ra, tay trái bạn đưa về trước, tay phải mở ra sau và mắt nhìn về phía sau. Giữ ở đây một nhịp nữa thôi. Hít sâu, rướn dài tay ra và thở ra, hít vào. Hai tay vươn lên trời, kéo dài người lên, nhón mũi chân sau và nâng đầu gối sau của bạn lên khỏi sàn, nâng người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống, rút chân trước ra sau trong động tác đao đót, đẩy da hai người ra sau, vươn về trước, plank pose, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm xuống dưới sàn, hít vào, cuộn người ngẩng mặt, nhìn lên và thở đẩy ra sau trong động tác đao đót, đẩy da hai người ra sau luôn và thở ra. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía trước, bước hai chân lên đầu thảm trở lại. Rạp dài người xuống, bạn có thể khuỵu gối và thả lỏng lưng ra. Hít vào, ngẩng mặt, rướn lưng nhìn lên, thở ra. Rạp xuống sàn, lỏng đầu ra, hít vào, mở ngang hai tay, vươn lên, hai tay vươn lên trời, chắp các đầu ngón tay và thở ra hai tay, chắp về trước lồng ngực. Hít bằng mũi và thở ra. Một nhịp nữa, hít sâu, thở ra. Mình tập một vòng y chang như vậy nữa cho chân bên trái. Giữ ở động tác trái núi, mũi chân khép, gót chân hơi mở ra, đứng lên đầu thảm. Hít vào, vươn hai tay, kéo dài, lưng giãn lên trời. Thở ra, rướn về trước, rạp xuống, hai tay bạn đặt bên chân. Hít vào, rướn lưng ngẩng mặt, nhìn về trước. Thở ra, rạp xuống sàn, rút chân trái của bạn ra sau. Mũi chân chạm xuống, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về trước. Hạ đầu gối, úp bàn chân, hít vào, vươn hai tay, rướn cao người lên. Thở ra, tay trái đưa về trước, tay phải mở ra sau, xoắn người ra sau. Giữ một nhịp ở đây, hít sâu, thở dài ra, rồi hít. Vươn hai tay lên trời, rướn lên, nhón mũi chân sau, nâng toàn bộ đầu gối sau, rướn người cao. Thở ra hai tay, rạp xuống sàn, rút chân trước của bạn ra sau trong động tác đao đó. Đẩy dài người, vươn về trước, plank pose, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm, cuộn người úp thân sau, vươn lên trong động tác rắn hổ mang và đẩy ra sau. Đeo đó, đẩy thẳng người bám chặt tay, giãn dài người ra sau. Đá chân trái của bạn cao lên, mũi chân chỉ lên ra, người xuống nhiều hơn và bước chân trái lên giữa hai tay, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Vai mở ra, đầu bạn vươn về trước, đầu gối sau thẳng bằng. Hạ đầu gối sau dưới sàn, úp chân, hít vào, vươn hai tay, kéo dài, người giãn lưng lên. Thở ra, tay phải bạn đưa về trước, tay trái bạn mở ngang ra sau, xoắn người ra sau. Một nhịp thở nữa, hít sâu, rồi thở ra, xoay mặt về trước, vươn hai tay, rướn dài, các ngón tay kéo cao lên. Nào nhón mũi chân sau, nâng đầu gối sau lên khỏi sàn, rướn dài người. Hít và rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau. Trong động tác đao đót, đẩy dài lưng, giãn dài người ra sau. Vươn về trước, tư thế plank pose, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm dưới sàn, hít vào. Lật lồng ngực, rướn lưng ngẩng mặt nhìn lên.
và nhón chân đẩy ra sau. Trong động tác cao đó, đẩy thẳng người, dạng thẳng lưng ra sau. Thở dài, lắc hông qua bên phải, qua bên trái, khuỵu nhẹ đầu gối bên phải rồi khuỵu nhẹ đầu gối bên trái, đẩy dài người ra sau. Từ vị trí đau đó, bạn khuỵu nhẹ hai đầu gối nhìn về trước và bước hai chân lên đầu thảm, rạp dài người xuống. Thở ra, hít vào, ngẩng mặt rướn lưng nhìn về trước. Thở ra, rạp dài người xuống sàn, hít vào, mở ngang tay, vươn người rướn lưng lên luôn. Và thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực, hít rồi thở dài ra. Bạn chống hai tay về bên hông, rút chân phải của bạn ra sau, bước dài về gần cuối thảm luôn. Giữ chân phải ngang, mép chân phải song song với mép thảm. Mũi chân trái chỉ thẳng về trước, khuỵu đầu gối phía trước, khuỵu nhiều đầu gối phía trước tới lúc nào mà đầu gối và cổ chân vuông góc với nhau. Bạn mở ngang tay ra và xoay mặt nhìn về phía tay trái. Giữ hông và vai thẳng hàng, giữ cố định đầu gối trái khuỵu, hạ tay phải xuống và trườn người rướn ra sau. Giữ ở đây, cảm giác lườn bên trái của bạn kéo căng ra. Hít, thở dài ra. Một nhịp nữa, rướn căng lườn, mon men tay phải đi xuống nhiều hơn. Hít sâu, thở sâu ra. Nhịp cuối cùng hít sâu, từ từ thẳng đầu gối trước, mở ngang hai tay, tiến tay trái nhiều về phía trước và chống tay trái xuống dưới sàn, các đầu ngón tay trái chống dưới sàn, bàn tay phải vươn lên trong tư thế triangle, tư thế tam giác, dạn dài người, hai bả vai kéo xa nhau ra, hít và thở dài ra. Từ vị trí này, bạn xoay mặt về phía trước và vươn ngang hai tay lên trở lại. Mình chống hai tay lên hông và đổi bên. Bạn đóng chân trái và mở chân phải ra. Hít vào, mở ngang hai tay và khuỵu đầu gối phía trước. Giữ thẳng ở trong tư thế chín bình. Đáp tay trái về phía sau và rướn tay phải lên trời. Kéo giãn lườn bên phải ra. Giữ ở đây hai nhịp thở thôi, hít sâu, thở dài ra. Một nhịp nữa, hít sâu, rồi thở ra thẳng gối trước, mở ngang hai tay, bạn vươn tay phải nhiều về phía trước và chống tay phải xuống, các đầu ngón tay phải xuống chống bên cạnh bàn chân, vươn tay trái cao lên, ngẩng mặt nhìn lên. Một nhịp thở nữa, hít, rướn dài tay trái lên trời. Rồi thở ra, xoay mặt nhìn xuống, mở ngang hai tay và chống tay lên hông, đóng hai chân vào trong, mũi chân, gót chân, mũi chân, gót chân và đứng lên giữa thảm. Hít vào, bạn nhón mũi chân và vươn hai tay lên trời, mũi chân nhón, hai tay vươn cao. Thở ra hạ gót chân, hai tay chắp trước lồng ngực. Lặp lại một lần nữa, hít vào. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giữa thảm. Hai tay bạn đặt lên đầu gối, lưng mở rộng về phía trước. Bàn tay phải đặt lên đầu gối bên trái, tay trái đưa ra sau, chống và xoắn người về phía sau. Một nhịp thở cuối cùng, hít. Rồi thở dài ra, xoay về phía đầu thảm, đổi bên. Tay trái bạn đặt lên đầu gối bên phải, tay phải bạn đưa ra sau, xoắn lưng, mở khuôn mặt nhìn về sau. Một nhịp thở nữa, hít sâu. Rồi xoay về phía trước, hai tay đặt lên đầu gối, bạn xoay tròn người theo chiều kim đồng hồ, rướn về bên phải, đổ rạp về phía trước, rồi qua trái và đưa ra sau. Một vòng nữa, rạp về phải,
rướn về trước, qua trái và đưa ra sau. Hai vòng theo chiều ngược lại, qua trái, rướn về trước, qua phải, đưa ra sau, qua trái, vòng về trước, xoay thành một vòng tròn, rồi đưa ra phía sau. Hai tay bạn đặt lên đầu gối, hít vào, vươn hai tay, kéo giãn người lên nhịp cuối cùng. Nhắm mắt lại, vươn cao các ngón tay lên trời và thở ra, hạ từ từ hai tay về xuống trước lồng ngực. Mắt nhắm, vai thả lỏng ra. Giữ nhịp thở đều, hít bằng mũi sâu. Thở ra sâu. Một nhịp thở nữa, hít vào sâu. Rồi thở dài ra. Bạn xoa nóng hai bàn tay vào nhau. Giữ mắt nhắm và dùng hai lòng bàn tay úp lên hốc mắt. Sưởi ấm cho hốc mắt của bạn. Thả lỏng da trên khuôn mặt ra. Thả lỏng mắt, trán và chân mày. Nhịp thở cuối cùng, hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra, mở mắt, hạ tay. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Yogi Travel VN. Hy vọng bài tập ngắn vừa rồi sẽ giúp bạn khởi đầu một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng, một ngày làm việc thật hiệu quả. Cảm ơn bạn và nhớ bấm nút màu đỏ subscribe, đăng ký ở bên dưới để không bỏ lỡ bất cứ clip nào nha. Tạm biệt các bạn.